Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn khoai mì nước cốt dừa. Thì ở đây mình có khoai dừa, mình mua ra đông đá ở chợ Tây. Rồi mình có đường, nước dừa và muối. Thì khoai mì này mình phải ngâm qua đêm, rửa cho sạch. Rồi mình cắt ra từng miếng nhỏ. Rồi mình sẽ đổ nước ngập khoai mì rồi mình đem đi nấu khoảng 15 phút. Đây 15 phút thì coi như là nửa đường chín thôi các bạn. Rồi mình sẽ đem ra mình đổ trong cái rổ. Mình đổ cái nước này đi vì cái nước này nó đắng lắm. Rồi mình sẽ đổ khoai mì vô lại cái nồi. Và mình sẽ dùng một lon nước cốt dừa mình đổ vô đây. Rồi mình cho 3/4 khắp đường. Rồi mình sẽ cho một muỗng cà phê muối. Rồi mình sẽ đem nấu. Và các bạn nấu khoảng 15 cho tới 20 phút cho cái nước dừa đó nó rút đi hết khoai mì. Trong lúc đó mình đi cắt hành lá các bạn. Rồi mình sẽ cho khoảng 2 nắm đậu phụng rang, 2 muỗng canh đường. Mình sẽ xay ra, xay hơi hơi thôi, đừng có xay nát quá. Còn không các bạn lấy chày với cối giả cũng được. Đây, bây giờ mình nấu cái này là 15 phút thì nó đã hút hết nước dừa vô trong cái khoai mì. Thì mình sẽ bỏ cái hành lá vô này các bạn. Rồi mình trộn lên cho nó đều. Mình tắt lửa đi nha. Rồi mình không bỏ hành lá, mình trộn lên cho nó đều. Rồi như vậy là khoai mì của mình đã xong. Rất là thơm nước cốt dừa và thơm mùi hành lá các bạn. Rất là ngon. Đây, bây giờ các bạn mình sẽ rải một ít muối đậu lên. Rồi mình sẽ ăn thử. Trời ơi, ngon thơm quá. Khoai mì này nó dẻo lắm các bạn. Ngon lắm các bạn, cái mùi nó thơm, nước cốt dừa nó thơm cái mùi hành lá đó các bạn. Nó rất là ngon, rất là ngon các bạn. Nó thơm cái mùi đậu phộng mà cái nước cốt dừa với hành lá mà nói chung với lại khoai mì nó rất là hợp các bạn. Các bạn cứ thử đi, rất là ngon. Cái món ăn này là món ăn tuổi thơ hồi lúc ở Việt Nam, và những ai mà ở Việt Nam là sẽ rất là nhớ những cái món này. Thôi hôm nay thì cái video của mình tới đây là hết rồi. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem cái clip của mình. Nếu các bạn thích cái clip của mình, đừng quên nhấn like and share. Xin chào và hẹn các bạn video tiếp theo. Chúc các bạn một ngày an lành. Bye bye.